Ôi thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Căng quá các bạn ạ. Do tình hình mấy hôm vừa rồi ngập lụt ở khu vực của mình ấy. Có mấy con cá ở rô phi ở trong cái ruộng này, tình hình này là có khả năng chết đuối mất rồi các bạn ạ. Giờ làm cách nào để cứu được nó đây? Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình đang đắn đo và đang lo lắng là những chú cá rô phi còn sót lại ở trong ruộng lúa này, do tình trạng ngập nước mà nó có khả năng bị chết đuối. Giờ để mình tìm cách để cứu vớt chúng nó lên các bạn. Hay da, đây không biết là trứng của con gì đây mà nhiều bọt như thế này. Các bạn có thấy từ cổ chí kim đến bao giờ các bạn có nghe thấy những cái vụ mà những con cá nó bị chết đuối chưa? Chứ ở quê mình thì nhiều cá chết đuối lắm rồi. Bây giờ thì mình phải tìm mọi phương pháp nào đó để là cứu mấy cái con cá này lên thôi, không thì nguy hiểm cho chúng nó nhỉ. Đấy, cái điều mà để thiết kế đồ để cứu những con cá này lên giờ mới là khó này. Ui dồi ôi, trơn thế. Nhà thằng này chả chịu dọn dẹp gì cả. Chỉ có nhân giờ mới có cứu được mấy con cá này thôi. Nhớ đây, anh xin mấy cành tre nhá. Đây còn ăn trộm chứ không phải gọi là xin nữa. Cái búi tre này, may có búi tre này, không thì rúi của Quế Nghịch thì chết đói. Đây rồi. Mình phải làm cái cần các bạn. Cứu được cái món cá này thì công của nhân cũng không phải là dạng nhỏ đâu. Ồ, mà hôm nay trong vườn này hắn có tiếng chim chào mào. Hót hay thế nhỉ. Không biết hắn đang bẫy hay là hay đang làm gì chả. Mình nghĩ là hắn đang bẫy ấy, mới có tiếng chào mào bảo mình, quanh khu vực mình ấy. Bao nhiêu lâu nay thì làm gì có chào mào, có con nào hót hay thế đâu. Úi trời, nghi lắm. Ái dài, ngon lành nghe. Chặt ngắn ngắn đi tí. Các bạn nghe thấy con chào mào hót hay không? Đây chỉ có nhân bẫy thôi. Không phải hắn đặt bẫy các bạn. Không phải. Mình nhìn trên đỉnh cây sấu này không có cái bẫy nào luôn. Ồ hay đấy, lạ luôn. Đã bao nhiêu lâu nay rồi mới có con chim. À, mày đặt mồi bẫy. Cái giời ơi. Bảo quái lạ, nhìn từ đấy đến giờ làm gì có cái lồng bẫy. Hóa ra là hắn thủ sẵn cái lồng bẫy ở đây. Ghê chưa các bạn nhỉ? Kìa. Thật là ngô nghí. À, cháu xin cánh tre nhá. Thế em Nhân của cháu đâu rồi nhỉ? Trong nhà. Nhân ơi, Nhân đéo à, ở trong nhà mà không thèm thưa đấy, thái độ hơi bị lồi lõm đấy. Nhân ơi, bố láo à? Anh xin cái cánh tre nhá. Đang kể chuyện với mọi người rằng là bảo đang chặt cánh tre mà tại sao có con chim chào mào nào nó hót hay thế mà nhìn không thấy lồng bẫy. Hóa ra là chú đặt lồng bẫy. Hôm nay lắp bàn thờ mới ở đây. Ghê phết nhỉ, đẹp hơn khối. Không, đấy đang nói cái chuyện này, anh hỏi chú. Có mấy con cá ở ngoài ruộng nhà bác Khoát kia kìa. Lâu ngày nước không cạn, nó đang chết đuối. Chú có cách nào để mang nó lên không? Máy cạn này, anh không đủ tiền để mua xăng. Giờ anh chỉ còn cách đó là sắm cái que tre này và một cái sợi dây và một cái móc cho tí mồi vào lửa để nhử cho nó lên, chứ nó cứ ở dưới lâu ngày là chết đuối chết. Không thèm à, mượn sau lại phải giá thôi, cứ chặt cánh tre này cho nó bền vậy. Cái gì? Câu ở cổng thôi. Không đi, trẻ con ở nhà nhá. Anh về câu đây. Đấy, có bộ đồ nghề ngay đây các bạn này. À, mình cũng có nhiều lưỡi câu lắm ở trong nhà cơ, nhưng mà tiện nay ấy, kiếm cái lưỡi câu bây giờ nó họ làm sẵn cho cái ngòm vào đây rồi, còn trước kia là phải quẩn cơ. Thế nhưng mà thôi, mình cứ chưng chắc, mình cứ quẩn vào cho chưng chắc các bạn, vẫn phải chơi theo kiểu truyền thống. Đấy.
lâu ghê, không biết có còn cái cách quấn không. Để mình gập đầu dây này vào. Giờ chỉ cần móc cái đầu này vào đây, móc cái đầu buộc này vào đây các bạn. Thế đơn giản như đan rổ. Ok, đã xong. Rất đơn giản mà chúng ta là có được một cái lưỡi câu các bạn. À, thao trò chơi rồi. Cái mấu chốt vẫn phải là cái phao các bạn ạ. À, phao thì mình không sử dụng bằng phao tuốt mà vẫn sử dụng theo kiểu lối truyền thống, đó là phao bằng ngòi bút. Đấy. Rất tiện luôn. Nếu mà dùng bằng phao rút thì dùng dây cước này là nó hay trơn các bạn. Đấy, chúng ta vẫn phải không thể bỏ được cái kiểu của truyền thống. Đấy. Con nước chỉ sâu thế này thôi. Sâu thế này. Đấy. Thế là thoải mái rồi. Không cần phải đi đâu xa. Chỉ cần ngay cổng nhà là chúng ta cũng có thể là câu được những con cá rồi. Thủy mồi tôm tép. Móc mép con cá rô. Ô sờ kê. Ái già, nhiều châu chấu đấy. Nhiều châu chấu đấy. Các bạn thấy không, châu chấu này. Ê, rất chi là nhiều luôn. Hai con châu chấu này. Ở chỗ này cũng là một con nữa này. Ái, à rồi rồi. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi, ui. Giỏi, giỏi đấy, giỏi đấy. Đấy các bạn thấy không? Chỉ cần quanh nhà thôi là chúng ta có thể là có trò chơi rồi. Vui đấy, vui đấy. Rồi bây giờ để mình trông chờ xem có con nào to to không. Đấy. Câu cá này cũng là một bộ môn rất là tỉ mỉ đấy các bạn. Nói về câu cá này, có bạn, các bạn nào có tin là người câu sát cá không? Có những người ngồi cả ngày không được con cá nào luôn, nhưng có những người thì lại câu đặt xuống cá là có cá ăn ngay. Thôi. Đấy. Kìa, nó cướp mất mồi của mình đấy các bạn này. Đây. Nó ăn này. Các bạn nhìn này. Đấy. Nó kéo đi kinh thật đấy. Căn bản đang để ý nói chuyện với các bạn, thế là nó vào nó cướp mất mồi của mình. Mình kể chuyện tiếp là có những người ngồi cả ngày không được con cá nào, nhưng có những người đặt xuống cái là câu được cá ngay. Đấy, cho nên là cái bộ môn câu cá này cũng, mình nghĩ là chắc là cũng là sát cá nữa chứ không phải không đâu. À, đang mải nói chuyện cái thế mà không kịp giật. À, lúc bé cái tuổi thơ của mình cứ chưa đến ấy, chưa đến là kiểu quê mình nó nhiều thùng vũng lắm. Nó nhiều thùng vũng như bây giờ, hơn bây giờ cơ. Nhưng mà cá lúc bây giờ nó cũng sẵn, nó không ít như bây giờ. Chưa nào cũng dắt nhau đi câu. Phơi nắng nhiều đến nỗi là người coi như là thằng nào thằng đấy là trông đen kiểu như là bọc công ấy. Khiếp lắm. Các bạn có thấy những cái bọt này không? Cái bọt này là mình nghĩ là của cái con cá, cá cờ lai ấy. Bởi vì là cùng giống cá cờ đẻ là nó nhả bọt này đúng không? Đấy, thế vì mình nhìn ở đây là toàn thấy cá cờ lai thôi. Thì mình nghĩ là cái chính là cái này là cái bọt của nó. Cái bọt sinh sản của nó. Thế cho nên là buồn ghê ấy. Ngồi mãi từ nãy giờ được mỗi một con nó cướp mất mồi, không kịp giật cần cái mà thế mà giờ là im thít luôn rồi đấy. Thanh niên đi đâu rồi? Con đi chơi. Con đi chơi hả? Đi chơi thì đi về không nắng đi. Ôi, lại được mấy thanh niên này đang thả diều nữa này. Gió đâu mà thả diều. Thôi mắc rồi, mắc trên dây điện rồi. Thằng kia ra đây chú sờ bụng thế nào. Ra đây sờ bụng, nhanh lên. Đi ra đứng ra đằng trước này sờ bụng. Vừa lấy con cá nó cướp phát. Thế là không kịp rằng cái, thế là nó nhả ra luôn đấy. Đúng như mình dự tính các bạn ạ. Chuẩn 100% luôn. Để ý từ nãy giờ toàn cá cờ lai ở trong này thôi. Đầu nó
đầu nó ngóc lên, nhận diện đúng cá cờ lai luôn rồi. Không còn gì để chối cãi nữa. Đấy, xem ra. Và vừa lấy mình còn thấy cả con cua là lấy mồi của mình nhá. Con cua là lấy mồi của mình luôn. Thằng em, ra đây chú sờ bụng cái xem nào. Ra đây, xem nào, xem bụng Bắc Linh cái xem nào. Không được trêu anh. Bé con này là người Bắc Linh đấy các bạn. Mẹ nó là người ở trên này, bố nó là người Bắc Linh đấy. Ra đây chú sờ bụng cái. Béo mũm mĩm luôn. Nếu như tình trạng này mà có cua mà sẵn mà mình nhìn thấy nhiều cua như này, nó còn dám đủ bản lĩnh để cả nó vào nó lấy mồi của mình. Cua nó có một cái rất hay các bạn nhé, nó gỡ mồi bằng cái càng của nó đưa cái càng của nó cắp thức ăn vào trong miệng nó gỡ dần đấy, hay lắm. Nếu mà như nhiều cua thì mình có thể triển khai bằng phương án khác, đó là hỏi hết mồi rồi. Đấy, giỏi không? Cua nó gỡ mồi giỏi lắm các bạn này. Đây. Thôi được rồi, nếu như mà có cua ấy thì mình sẽ về triển khai, đó là phương án, đó là đi mua giỏ cua các bạn. Phải mua giỏ cua để bắt cua thôi. Thôi bỏ cái chiêu coi như là cứu mấy con cá này đi, bởi vì tốn mồi quá. Hiệp ở đây câu nhá. Đây, đây bố giao cho cần kia các thứ đây, móc mồi mà. Bố móc mồi cho nhá. Nào. Đây nha, bố móc cho này, đằng sau nhìn thấy móc nhá. Được chưa? Móc nó phải móc nó tận ngập tận sâu vào, thấy chưa? Như này này. Đây này. Đấy. Cái lưỡi cứ thẻ ra là bố tưởng lại đang muốn niếm một run thì chết bố. Đấy, móc cho nó kín cái đầu này này, để khi con cá nó ngậm vào cái, nó ngậm vào một cái là mình chỉ cần giật nhẹ một cái là nó ăn, nhớ chưa? Rồi ở đây câu đi để bố về bố lên phố. Không được nhảy ung thùng đâu nhá. À, cái thùng này nó cũng khá chi là lông nước các bạn. Rất chi là lông nước, cho nên là mình cũng không sợ, mình để cho Hiệp nhà mình ở đây câu để về mình bây giờ lên phố để triển khai mua lấy ít giọ về để đi đánh bẫy cua. Không biết đằng câu. Không biết đằng câu rồi. Trẻ con ngày nay đấy, trẻ con ngày nay nó khổ thế đấy các bạn. Thả môi xuống, cho nó kệ cho phao nó khác lối lên. Khi nào mà thấy phao nó nháy mà cảm giác cái phao nó chạy đi thì mình cần mình giật lại, nhớ chưa? Lâu ghê không lên phố các bạn ạ, cảm giác như kiểu như là nhà quê ra tỉnh ấy. Thấy cũng vui. Bây giờ thì mình ra cái khu vực mà mua giọ để về thả cua các bạn. Bởi vì là sau con nước là thả cua là rất chi là nhiều cua luôn. Đấy, nhà quê ra tỉnh đây. Đúng là nhà quê ra tỉnh thật. À, chị ơi, bao nhiêu tiền một cái giọ chị nhỉ? 8.500 một cái. Thế ví dụ em mua 10 cái thì có rẻ hơn không chị? 8.500 à? Xem nào. 2, 4, 6, 8, 10. Không. Chị để cho em 15 cái đi. Chị để em 15 cái. Không, em quay chơi thôi, em quay vui thôi. Chị lựa cho em cái nào mà nó không bị gãy các thứ nhá. Thôi đẹp nhất thì chả dám nói đẹp nhất, nhưng mà thôi cứ không bị gãy là được. Bây giờ vẫn còn cái lơm nhỏ này các bạn này. Cái lơm này dùng để úp cá, chụp này. Đấy. Đây lơm to. Thế này là lại có trò chơi rồi các bạn ạ. Thế này là lại tha hồ cua để mà ăn rồi. Rồi bây giờ thì mình về thôi. Mình đã về tới nhà rồi các bạn ạ. Trong cái rủi này nó lại có cái hên. Đấy là kiểu như là các bạn ở trong miền Nam nói là như vậy. Ở miền Bắc mình thì người ta gọi là trong cái rủi này có cái may. Đấy, lũ lụt đến thì này, mất mùa thế nhưng mà được cái kiếm ăn dài. Đó là cái bộ đồ mà để mình chuẩn bị bẫy cua đấy các bạn. Đấy. Tiện lên trên phố lại kiếm một ít thức ăn để cho cá cờ của mình ấy. Cá cờ thì mình sẽ nói chuyện sau. Còn thì tại sao lại trong cái rủi lại có cái may lụt nước lụt xuống ấy các bạn. Thì được cái may là mấy hôm nay trời lại râm lại có tí mưa. Thế là hóa ra cái vườn hồng của mình nó cũng đỡ xót ruột hơn nhiều đấy. Bởi vì là nếu mà nắng quá thì nó sẽ làm cho cây hoa hồng của mình nó nhanh tèo. Đấy, thế cho nên là thôi. Thế mới nói rằng là
cũng có cái để kiếm ăn dài dài trong đợt này, lại có tha hồ có cua ăn rồi. Thì cái chỗ này của mình là 8.500 của một cái, 15 cái đấy các bạn. Không biết là có đủ vốn không, nhưng mình nghĩ là chắc là thừa vốn thôi, bởi vì là con nước lần này nhiều cua lắm. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị cá tép rồi thút lút vào để chuẩn bị đem đi đơm các bạn nhé. Linh thì đang cho chim ăn các bạn. Thì mình đang nhờ vợ mình buộc cho mình những cái đầu dây này, rồi những cái thút lút của cái dọ đấy ấy. Ở Hiệp có câu được con cá nào không con? Linh này. Hiệp có câu được con cá nào? Không câu được con cá nào hả? Bố biết nghe mà. Thế là không cứu được con cá nào, chết đuối rồi. Thương ghê ấy. Bây giờ thì mình sẽ ra cho các bạn xem cá cờ của mình nhá. Sau mấy hôm vừa rồi ấy, nước lên thì mình chạy được chút xíu rồi ra cho các bạn xem cá cờ của mình tình trạng nó như thế nào. Đi tìm mãi chả thấy cái nọ vừa mới mua xong mà đâu bắt đầu không được con cá nào con. Thế thế đâu 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 đâu. Ô chết, mày nửa cả bố nhá. Mắc rồi, mắc rồi. À, tình hình gì nhỉ? Tí nữa sau rồi hai chị em đi ra ngoài kia bắt cào cào cho bố nhá. Mỗi chị em 3 con cào cào. Nhớ chưa? Đấy, không câu được cá, không cứu được con cá nào thì bắt mỗi chị em 3 con cào cào về cho bố để bố cho chim ăn, nhớ chưa? Rồi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Mình cũng đã từng nói rồi, hai bé thì mình giờ cũng có thể giúp được mình rất chi là nhiều việc. Với lại từ cho chim ăn rồi thì tất cả những cái công việc mà lặt vặt ấy. Đây các bạn này, cá cờ của mình lại sinh sản tiếp rồi nhá. Hôm mà đem thả ấy, thì mình có bảo với các bạn ấy là nhìn cái con mái này bụng nó đã to to rồi, nó đã muốn sinh sản rồi. Đây các bạn thấy chưa? Một lấm bọt luôn. Còn những chú cá con này. Hôm nay mình lên mình lại gặp cái loại Artemia này sấy ấy, thì nó tốt cho cá mới sinh sản xong ấy các bạn, cá mới lở ấy. Thì mình thôi làm một cái lọ này. Còn mọi ngày là sử dụng cái lọ đâu nhỉ? Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, đây rồi. Nhưng mà do nước lũ vào ấy, hỏng hết rồi các bạn. Chả dùng được nữa. Thấy người ta bảo là cái Artemia sấy này thì tốt cho cá non mới lở lắm. Thì đây, mình thấy nó rất chi là nhỏ xíu luôn. Như thế này là tuyệt vời đấy, đúng không nhỉ? Thôi cố gắng phục hồi lại vậy các bạn. Chỉ tiếc rằng nếu như mà giá như mà nó to to một chút xíu, mình đem thả ra ngoài tự nhiên ấy thì là nó sẽ được an toàn. Còn thì thôi, nó đã được về được với tự nhiên thì mong sao là 100 con, chỉ cần được 30 con là mừng rồi. Còn ở trong này của mình thì đành phải cái chỗ này đành phải gây giống thêm 1 đến 2 cặp nữa thì nó mới nhân giống, nó mới nhanh được các bạn. Chứ còn một cặp này nhân giống lâu lắm. Đây nó đang ăn rồi các bạn này. Đó, nó đang ăn rồi đấy. Nó biết đang tìm đến rồi đấy. Rồi bây giờ thì mình vào để triển khai đi đánh dọ cua thôi. Đấy. Công việc tiếp theo của mình. Đây, đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy hết rồi. Thút nút cẩn thận rồi. Giờ mẹ mày đi rẽ ra cổng, rẽ tay trái. Mình sẽ tiến hành thả từ cái vế trái này. Thả từ cái vế trái này các bạn này. Đấy, dọc theo cái đường này, bám theo. Đấy, xong cứ hết được 15 cái thì thôi. Mong sao là hên gặp hên. Ôi các bạn này, rất nhiều rồng rồng nhá, tức là cái loại cá con ấy. Không biết là rô phi hay là của cá cò lai. Rồi, bây giờ thì mình thả thôi, không thì muộn mất rồi. Chỉ được từ đây vòng theo đường này các bạn này và đi đến cái đoạn kia thôi, không được nhiều hơn nữa. Thì hôm nay mình tạm thời mình thả ở cái vế này, mai mình nhấc lên thì mình lại đem ra cái vế kia. Nói chung là để ăn hết được cái thùng này thì cũng khá nhiều hôm đấy các bạn, yên tâm đi, bởi vì là ở các thùng vòng quanh đây giờ rất nhiều nước rồi, chúng ta có thể là tiến hành vài hôm liền. Đấy. Được mấy con rồi con?
được 2 con á, bắt đến 10 con mà. Thôi bây giờ thì công việc còn lại là chờ đợi thôi các bạn. Đây là nó vẫn đang nổi, bao giờ là ngấm nước là nó sẽ dần dần đi xuống. Công việc chờ đợi là của ngày mai, đó là mình sẽ đi thu lại những cái dọ này để xem cái khối lượng cua nó có nhiều không. Mời các bạn cùng với mình đón xem video của ngày mai nhé. Còn video của ngày hôm nay thì mình xin tạm dừng ở đây. Và mình đi trở lại cho những con vật của mình nó ăn uống và nghỉ ngơi các bạn.